Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng lo bị gãy giữa nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã hai lần đề ra suất đặc biệt để ưu tiên cho chính ông. Có thể nói nếu sửa điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách thêm những trường hợp đặc biệt cho ông vào Đại hội đại biểu toàn quốc do chính ông trong vòng 5 năm tới là một thuận lợi. Tuy nhiên, có điều nhiều người không hiểu tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu sửa điều lệ đảng lần này. Thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng tuổi đã rất cao, sức cũng rất yếu. Ông ta có tiền sử bệnh cao huyết áp, có tiền sử bệnh đột quỵ. Vì vậy, dù cho người khác có lạc quan đến mấy cũng không dám khẳng định ông có thể giữ chiếc ghế Tổng Bí Thư đến hết nhiệm kỳ thứ 13 trong vòng 5 năm tới. Nếu không sửa điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng khác nào ông Nguyễn Phú Trọng tự chặn con đường tái cử của chính ông vào 5 năm sau. Vậy thì chỉ có thể ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ rằng ông không thể đi hết 5 năm nhiệm kỳ và vì thế ông không cần sửa điều lệ chăng? Rất có thể là như vậy. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định không sửa điều lệ đảng, trong khi cho phép ông Tổng Bí Thư có 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này đã làm cho dư luận bàn tán xôn xao về trường hợp lộng quyền của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Dù cố dùng hệ thống báo chí nhà nước che đậy nhưng họ vẫn không thể nào dập tắt được tiếng xấu lan từ Bắc đến Nam, từ trong ra đến ngoài đất nước. Đây là hình ảnh năm mới, nhiệm kỳ mới của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng có điều gì tốt đẹp cho ông và bản thân đất nước Việt Nam. Một trong những điều mà đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhiều người bức xúc đọc điều lệ đảng thì thấy chữ nghĩa viết rất là chặt chẽ. Người ta vẫn dùng chữ như văn bia để chỉ, nhưng mà bây giờ lại là cơ cấu bố trí nhân sự như thế. Người dân không tâm phục khẩu phục. Có thể nói việc bầu cử như thế là trái với điều lệ của Đảng Cộng sản, là một chuyện rất không bình thường ở xứ Việt Nam. Điều đáng nói là trong kỳ đại hội, điều lệ của Đảng có nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ của Đảng. Và trong điều lệ đó thì đại hội lần thứ 11 cũng không sửa điều lệ và người ta chốt lại câu cuối cùng là chỉ đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa điều lệ Đảng mà thôi. Tạo tiền lệ cho sự lộng quyền, nối tiếp lộng quyền trong thời gian tới sau khi ông Nguyễn Phú Trọng ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ 3. Điều lệ đảng như thế nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thích chèn ngang thì ông cứ chèn. Ông đã tạo thành một tiền lệ rất xấu, quyền lực phá vỡ luật lệ của đảng. Điều đó hết sức không bình thường. Nếu như thế sau này ai muốn chèn ngang rồi cũng làm nhân sự như vậy thì sao và đất nước sẽ đi đến đâu với một đảng cộng sản như vậy. Được biết trong khi đó, những điều 47 đã ghi rõ rằng chức năng của đảng viên là phải chấp hành nghiêm chỉnh của điều lệ đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh mà phá ngang như thế thì không thể được. Nay ông Nguyễn Phú Trọng lại phá được, thì mai ông Phạm Minh Chính cũng có thể phá được, và mốt thì ông Võ Văn Thưởng cũng phá nốt. Bây giờ điều lệ đảng muốn bỏ qua hay tùy tiện như thế thì nó vẫn rất bất bình thường. Điều lệ đảng được Đảng Cộng sản Việt Nam viết ra chẳng khác nào dùng để làm cảnh mà thôi. Đại hội 13 lại có trường hợp nhân sự được cơ cấu và bầu vào số nhiệm kỳ trái với điều lệ đảng như thế. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng muốn xây dựng đảng trong sạch vững mạnh thế nào cho được, trong khi điều lệ của đảng thì không hề được xem trọng. Đây là hình ảnh không sửa đổi điều lệ đảng và hành động chà đạp lên điều lệ đảng. Đó là thông điệp mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn gửi tới người dân cả nước. Dưới góc độ pháp luật, điều lệ đảng chính là luật của tổ chức đảng phái chính trị. Nhưng mà một quyết định ban hành đặc cách suất đặc biệt mà không có căn cứ trái luật như thế thì ai cũng biết rằng những người đứng sau quyết định đó để ban hành lẽ ra phải chịu xử lý về mặt đảng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không dám xử lý nhân vật này. Đó là điều mà đại hội 13 lần này đã để lại nhiều vấn đề, mà nổi bật là vấn đề đó cho nên đã tạo nên một sự băn khoăn. Tuy rằng bây giờ người ta đang phải đẩy mạnh việc chống Covid-19. Nói lớn tiếng về đủ thứ thắng lợi này, thắng lợi kia, nhưng nhiều người vẫn đang chờ một sự trả lời chính thức và rõ ràng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cấp có thẩm quyền. Về chuyện chịu trách nhiệm thế nào, rõ ràng ai cũng biết, điều ở Việt Nam lâu nay chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền. Mà đảng cầm quyền này không những chỉ có quyền trong đảng mà còn có quyền trong chính quyền và có quyền nhiều chỗ khác nữa. Cho nên, việc tự tiện đảng cầm quyền bị xử lý khi có sai phạm thì gần như là hết sức khó khăn. Và gần 100 triệu người dân Việt Nam chỉ chống mắt ra mà nhìn. Người dân khó mà trông đợi gì ở ý thức thượng tôn pháp luật
của các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi từ xã, huyện, tỉnh đầy rẫy tham nhũng. Bản chất của họ vốn quen thói lộng quyền trước nhân dân, thì mô hình này họ cũng đem vào áp dụng trong Đảng Cộng sản của bản thân họ. Vẫn mạnh thắng, yếu thua là chủ yếu, chứ luật lệ được viết ra là thứ yếu mà thôi. Và phe phái miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, phe nào mạnh thì phe ấy thắng. Ông Nguyễn Phú Trọng nói một đường, là một nẻo cũng là điều mà nhân dân cả nước đang bàn tán. Lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói đi nói lại nhiều lần là chúng ta phải làm gương. Chính ông Trọng là người có trách nhiệm cao nhất trong đảng thì cần phải làm gương nghiêm chỉnh chấp hành của điều lệ Đảng Cộng sản đã đề ra. Chính ông nói phải làm gương nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, đường lối, chủ trương, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, rằng là phải sống mẫu mực, danh dự là chính, còn tiền bạc, quyền chức không là cái gì cả, vân vân và vân vân. Ấy vậy mà chính ông lại lạc lập tấm gương rất xấu, phá lệ, ưu ái cho bản thân mình. Thực chất ở các vị trí cao trong đảng, chỉ nỗ lực để dàn xếp, cơ cấu, bố trí và bầu bán nhân sự ở đại hội 13, cho nên họ không còn tâm thức đâu mà quan tâm đến vấn đề tuân thủ điều lệ của đảng chính do họ đã đặt ra. Một khi xem trọng chức tước hơn điều lệ đảng, thì khi đó điều lệ đảng được viết ra không hề còn ý nghĩa gì nữa. Nó như một tờ giấy lộn vứt đi trước toàn bộ đại biểu đại hội. Cùng làm ra và áp dụng cho đảng viên cấp cơ sở, nhưng ông lại không thực hiện. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà biết về luật pháp, thì ông đã không khoe khoang việc ông xử lý vali có hàng triệu đô la như những gì ông đã công khai với truyền thông và báo giới sau bế mạc đại hội lần thứ 13. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và người Cộng sản trung kiên. Ông vẫn có phẩm chất của người Cộng sản, nhưng nói một đường lại làm một nẻo. Chuyện cá nhân đã đem tiền hối lộ đến công sở, rồi sau đó lại được chỉ đạo gói ghém lại mang về. Như thế là hoàn toàn trái pháp luật, nhưng ông không hề hay biết. Với luật pháp thì ông như vậy, thì liệu đảng luật có được biết nữa hay không? Và đây cũng là câu hỏi được trả lời bằng cách họ đã diệt cụ Lê Đình Kình dã man như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng ra tái cử và vướng vào ba vấn đề mà tạm gọi là ba cản trở đối với ông. Cản trở thứ nhất là đứng về một số điều lệ đảng, mà cụ thể là điều 17, và quy định rất rõ ràng rằng Tổng Bí thư không được làm quá hai nhiệm kỳ liên tục. Tuy nhiên, ông Trọng đã phớt lờ và bỏ qua điều này. Điều thứ hai là trường hợp đặc biệt quá tuổi, thì đã mấy lần đặc biệt rồi, bây giờ đặc biệt để ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, thì điều đó là cố tình xé bỏ luật của đảng, vì tham quyền cố vị mà ông bất chấp tất cả. Và cái thứ ba là sức khỏe, mà trong điều kiện ứng cử lần này, tiêu chuẩn tiêu chí của đảng mà quyết định của Bộ Chính trị đề ra là có nói đến vấn đề về sức khỏe. Ứng viên phải đảm bảo về sức khỏe, phải đảm bảo thế nào đủ để làm việc được. Tuy nhiên, dường như cả Bộ Chính trị không có đủ sức mạnh để buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải nghiêm túc thực hiện luật này. Và cuối cùng thì ông Tập Cận Bình là người được lợi nhất. Mối nguy bị gãy giữa nhiệm kỳ, bây giờ chỉ có vấn đề về sức khỏe mới có thể buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải rời bỏ chiếc ghế, chứ giới hạn về tuổi tác, giới hạn về nhiệm kỳ đem áp dụng với ông Trọng là vô nghĩa. Ông sẵn sàng ngồi tiếp nhiệm kỳ 4 và trở thành trường hợp đặc biệt tiếp theo. Chỉ có bệnh liệt giường, thở oxy hoặc chết thì may ra ông Tổng Bí thư mới có thể chuyển lại cho Võ Văn Thưởng. Chứ nếu ông còn đi được hoặc có ngồi đó, có người dìu thì ông sẽ không bao giờ nhường ghế. Bản tính con người tham lam của Nguyễn Phú Trọng là như vậy. Và điều đó được chứng minh trong 2 năm qua khi ông Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang. Về quyền lực, ông Nguyễn Phú Trọng khá ích kỷ. Ông muốn ưu tiên điều đó chỉ dành cho chính ông chứ không dành cho những đồng chí khác. Đó là lý do ông không cho sửa đổi điều lệ đảng, nhưng người kế cận của ông có thể ngồi lại trên 2 nhiệm kỳ, đó là chỉ có mình ông mà thôi. Đã muốn mình là nhân vật thứ hai trong Đảng Cộng sản, chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng những ưu ái chỉ dành riêng cho mình. Đó là lý do ông không cho sửa đổi điều lệ đảng, và dường như ông đang cố gắng phấn đấu được như ông Hồ Chí Minh. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có thấy rằng để kéo dài hết 5 năm nhiệm kỳ tiếp theo là quá sức cho ông hay không? Liệu rằng có phải chính ông đã lường trước được khả năng này hay không? Cũng rất có thể là ông liệu được điều này và ông không muốn cho ai hưởng được cái ưu ái hơn 2 nhiệm kỳ, điều mà chỉ có mình ông mới làm được. Đây là hình ảnh sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng rất dễ gãy gánh giữa nhiệm kỳ. Có những lúc có những người ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng như là người là thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo tức là con trời, thiên tử đó, và điều đó chắc chắn cũng phải đến tai ông Nguyễn Phú Trọng, và có thể nó đánh thức tham vọng của ông
mà ông quyết định bám ghế để thế thiên hành đạo nhằm mục đích lưu danh sử sách. Và nếu như thế thì rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ oai hơn ông Hồ Chí Minh. Trước hết, hai trường hợp nhân sự ngoài tứ trụ được thông báo bố trí vị trí mới ngay sau đại hội là ông Võ Văn Thưởng, nay là Thường trực Ban Bí thư, và thứ hai là ông Trần Tuấn Anh được cắt cử làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng. Động thái này nằm trong ý đồ của Nguyễn Phú Trọng. Ông muốn thiết lập một thành phần ủng hộ mạnh mẽ bao quanh ông, và đây có thể là lý do đối với ông trong thời gian tới khi sức khỏe yếu đi đột ngột. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nâng đỡ Nguyễn Hòa Bình là thông điệp gì được đưa ra cho người dân cả nước? Ông Nguyễn Hòa Bình vốn là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, được đưa vào Bộ Chính trị là một trường hợp gây nên sự phẫn nộ của không ít người. Theo thông tin rò rỉ thì ông Nguyễn Hòa Bình sẽ được cơ cấu vào lãnh đạo của Ban Nội chính Trung ương. Tất nhiên cần chờ thời gian để làm rõ hơn, nhưng người ta nhắc nhiều tới ông vì liên quan đến giám đốc thẩm vụ án xử tử Huỳnh Hồ Duy Hải. Rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng không muốn trong sạch bộ máy của Đảng và tiếp tục đưa những con người đầy bí ẩn và tai tiếng đó vào nắm chữ vị trí cao nhất. Hiện nay vụ án đó như là một vết nhơ, nếu nâng đỡ Nguyễn Hòa Bình không khéo, người dân lại nghĩ rằng trong vấn đề oan khuất của Hồ Duy Hải có bàn tay của ông Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh việc dùng Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Phú Trọng cho người dân biết ông không cần phải cai trị dân theo khuôn khổ luật pháp nữa. Thực ra nếu những người nhìn ra thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng thì họ chẳng bao giờ tôn sùng ông Trọng, mà ngược lại họ còn chỉ trích. Chính vì vậy với thành phần này, ông Nguyễn Phú Trọng không giấu giếm mà ông đánh bài ngửa luôn. Ông cất nhắc Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị là thông điệp như vậy. Nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng dùng những con người bất chấp luật pháp để hỗ trợ ông đạt được mục đích. Còn với người dân nhẹ dạ cả tin thì chuyện đốt lò của ông cũng làm họ ngây ngất và quên đi những uất của đất nước và những phi lý của Đảng Cộng sản này và tính tham quyền cố vị của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng lo bị gãy giữa nhiệm kỳ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.